đặt 5 loại hoa này lên bàn thờ. Nghèo mấy cũng đổi đời sau một đêm, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì ngày mùng 1, ngày rằm là hai cái thời điểm quan trọng để thắp hương, dâng lễ lên ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên. Trước là để tỏ cái lòng thành kính, sau là để cầu mong các ngài phù hộ độ trì cho gia đạo được an khang, may mắn, thịnh vượng. Với cái ý niệm ra hoa kết quả thì hoa là một thứ không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày này. Nó biểu hiện những cái gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất để dâng lên các vị thần linh cũng như là ông bà tổ tiên. Nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng hoa để thắp hương có thể sẽ khiến thần tài gõ cửa, bình an may mắn vây quanh cả tháng? Còn nếu mà chọn sai những loại hoa có thể phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, vì đã phạm phải những cái sai lầm quá lớn. Xin mời quý vị hãy theo dõi video ngay dưới đây của Tử Thông để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo về? Thưa quý vị, theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói hương nhang, mâm lễ mặn hay là gì, bánh ngọt, tùy theo quan niệm của từng gia đình, của từng vùng, thì có thêm cái chén nước, chén trà, thì một cái bình hoa tươi trên ban thờ là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì lên ban thờ để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi một cái vùng sẽ có những cái quan niệm khác nhau về cái việc lựa chọn hoa để dâng cúng lên trên ban thờ. Nhưng mà nhìn chung ấy, có một số các loại hoa được cho là phù hợp để dâng cúng, một số loại hoa lại được kiêng kỵ vì cái tên hoa, vì cái sự tích của loại hoa đó, hoặc vì cái mùi hương không phù hợp, nó mang cái ý nghĩa xấu, không được tốt lành. Thông thường thì khi thắp hương rằm ngày mùng 1 thì không nên kết hợp quá nhiều các loại hoa, vì sẽ làm giảm đi cái ý nghĩa của các loại hoa đó mà mất đi cái sự thanh thoát khi đặt lên bàn thờ. Ngoài ra thì hoa dâng lên trên bàn thờ Phật, ban thờ gia tiên ấy cũng cần phải gì khác nhau. Vậy nên các gia đình cũng cần phải hết sức lưu ý. Lọ hoa đặt trên ban thờ gia tiên cũng cần phải lưu ý, không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ hoặc là gì màu sắc lòe loẹt gây rối mắt. Theo quan niệm truyền thống thì các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc đều rất thích hợp cho các dịp ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp và cái ngày mùng 1. Thì có những cái loại hoa cực kỳ tốt để chúng ta tiến hành thắp hương để cầu mong cái sự may mắn, bình an cho gia chủ. Một là hoa cúc. Theo phong thủy thì hoa cúc là biểu tượng của cái sự sống, của sự tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ cũng như sự hoan hỷ đến với nhà. Thì ngoài ra hoa cúc còn là cái loại hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và cho cái tấm lòng hào hiệp, đấy, cho tài lộc của gia chủ. Thứ hai là hoa hồng. Hoa hồng không những là cái biểu tượng của tình yêu, giữ lửa cho hạnh phúc của gia đình, mà còn đem lại cái may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng có nhiều gai, còn xua đuổi được cái tà khí xâm nhập. Quý vị lưu ý nên chọn hoa hồng đỏ, đỏ sẫm, tránh hoa hồng trắng hoặc là các màu sắc khác. Thì ngoài ra hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng để cắm trên ban thờ. Những lọ hoa đơn giản với cái màu sắc tươi tắn cũng sẽ toát lên cái vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ cũng sẽ thì biểu tượng cho cái sự may mắn tốt lành đến với mọi nhà. Thứ ba là hoa huệ ta trắng. Với cái vẻ đẹp tao nhã, hoa huệ đã đại diện cho cái lòng trung thành, sự tái sinh và sự tinh khiết. Có nhiều người quan niệm hoa trắng không nên bày biện trên ban thờ. Tuy nhiên, hoa huệ lại mang cái vẻ đẹp trong trắng, ngay thẳng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh, nên là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, tượng trưng sự no đủ và sung túc. Với loại hoa thanh cao này thì chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình được may mắn tài lộc suốt cả một năm. Thứ tư là hoa đồng tiền. Quý vị thân mến, hoa đồng tiền được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, vì theo quan niệm của người da vàng ấy, thì chúng sẽ mang lại cái ước vọng về những cái ngày tháng thịnh vượng và tài lộc, tiền vàng như nước. Ngoài ra cái hoa này nó còn là biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ và tài lộc cho cả gia đình.
Thứ năm là hoa lai ơn. Thưa quý vị, lai ơn hay là cái tên gọi khác của loài hoa kiếm lan ấy, đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và đã từ lâu. Các bạn có thể cắm và trưng bày trên bàn thờ để chào đón cái năm mới với nhiều cái kiểu khác nhau, cũng như là nhiều cái kiểu tạo dáng đẹp mắt để cho quý vị lựa chọn. Lai ơn mang cái ý nghĩa của cái tình cảm ấm áp và cái điều hạnh phúc. Đó là năm loại hoa. Thưa quý vị, khi đi lễ chùa hoặc là trong nhà có bàn thờ Phật thì cần nhất là phải có chữ tâm thanh tịnh. Hoa mẫu đơn hoặc là hoa sen là một trong những cái loại hoa phù hợp nhất để dâng lên bàn thờ Phật. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn các loại hoa có màu đỏ, những màu sắc gì mà tượng trưng cho nhà. Thứ bảy là hoa mẫu đơn. Thưa quý vị, theo phong thủy, hoa mẫu đơn là loại hoa vương giả sang trọng và đại diện cho cái sự giàu có, thanh tịnh, sắc đẹp. Đấy. Trong các vật phẩm phong thủy thì hoa mẫu đơn được gọi là cái vật phẩm tượng trưng cho cái sự phú quý, cho tình duyên. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa tốt lành chúng ta để thắp hương lên ban thờ vào cái ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày lễ Tết để cầu mong cái sự may mắn, cái sự cát lành đối với mình. Thì bên cạnh các loài hoa cát lành trên ấy, thì bên cạnh các loài hoa nêu trên dùng để thắp hương để dâng lên thần Phật gia tiên, thì có một số cái loài hoa mà gia chủ tuyệt đối không nên đặt trên ban thờ trong ngày mùng 1 để tránh chuốc lấy cái sự xui xẻo không đáng có. Thứ nhất là hoa nhài, là biểu tượng trong sạch, tinh khiết. Nhưng trong dân gian ấy, đây là cái loài hoa gắn liền với những câu nói không tốt đẹp hay là nghịch cảnh. Ví dụ như là cây hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vì thế, nó không được sử dụng trong cái việc thờ cúng. Thứ hai là cúc vạn thọ. Quý vị thân mến, người miền Trung rất chuộng cái cúc vạn thọ vì dễ trồng, dễ sống. Nó có màu vàng tươi, rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn và sự thịnh vượng. Nhưng ở một số nơi người ta lại kiêng kỵ không nên cắm cái loài hoa này trên ban thờ vì nó cái mùi hôi của nó không phù hợp với không gian thờ cúng và cũng không phù hợp với cái việc thờ cúng gia tiên, tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Thứ ba là hoa ly. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn nên không nên dâng lễ Phật, nhưng mà có thể dâng lên gia tiên hoặc là ban thờ thánh rất là tốt, nhất là những nơi thờ thánh mẫu ấy. Một số người kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán, sợ chia ly ở ban thờ gia tiên. Thứ bốn là hoa phong lan. Tuy rằng đây là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người cắm trong các dịp lễ Tết dỗ chạp, nhưng không được dùng để dâng lên Phật vì nó có nhiều màu sắc rực rỡ. Chữ phong gắn liền với chữ phong tình, phóng túng. Vì thế đây cũng là những cái loài hoa mà kiêng kỵ không nên thắp hương. Thứ năm là hoa phù dung. Đây là loài hoa có tên đẹp nhưng lại mau tàn, và nó có sự tích là không may nên là cũng không được dùng trong cái việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên trên bàn thờ. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa mà kiêng kỵ không nên đặt trên bàn thờ vào cái ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch sắp tới đây. Quý vị thân mến, nếu như cái việc dâng hoa cúng có những cái hạn chế nhất định trong việc lựa chọn để đảm bảo cái sự linh thiêng cho ban thờ, thì cái việc đặt hoa cảnh trong phòng ấy cũng sẽ giúp tăng thêm cái tính thẩm mỹ, tạo nên cái vẻ đẹp và cái nguồn năng lượng dương tích cực cho cả căn nhà. Gia chủ cũng có những cái lựa chọn thoải mái hơn theo sở thích riêng của mình mà không bị gò bó bởi quan niệm tâm linh nữa. Trong phần tiếp theo của chương trình, Tử Thông sẽ bật mí các loài hoa đẹp có ý nghĩa cũng như là màu sắc, giúp cho căn nhà của bạn luôn sống động, tràn đầy sức sống, thâu thu tài lộc, may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, từ lâu cái thuật phong thủy đã sử dụng các loài hoa với ý nghĩa bổ trợ cái nguồn khí tốt cho gia chủ. Khi mà xem xét đến việc trang trí hoa trong phong thủy ấy, thì các bạn cần phải chú ý đến tên các loài hoa, màu sắc và số lượng. Dưới đây là 6 loài hoa thường được dùng trong phong thủy để mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. 1. Hoa mẫu đơn. Thưa quý vị, ở nước ngoài tất cả mọi người đều cho rằng một cái đám cưới hạnh phúc luôn đi kèm với một cái bó hoa mẫu đơn.
Đó là cái lý do tại sao mà những bó hoa mẫu đơn thường được dùng làm hoa cưới. Trong cái ngôn ngữ của loài hoa ở phương Tây ấy, thì hoa mẫu đơn biểu trưng cho sự e lệ, sự thẹn thùng, cũng như là gì? Cho lòng trắc ẩn. Còn ở Trung Quốc thì cái hoa mẫu đơn thường là biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và cho cái sắc đẹp. À, xa xưa thì người Trung Quốc, đặc biệt là giới quý tộc tại Trung Quốc ấy, thì mới được sở hữu cái loài hoa này. Loài hoa này được sử dụng trong phong thủy với cái ước mong đem lại cái sự lãng mạn cho cặp đôi, xua tan những bất hòa trong cái tình yêu. Các bạn có thể sử dụng một vài bông hoa mẫu đơn, đặc biệt là màu hồng và màu đỏ, để phát huy cái tác dụng phong thủy mạnh nhất. Ngoài ra thì cái hoa mẫu đơn cũng được để sử dụng làm kích đào hoa khi mà quý vị treo tranh mẫu đơn hay đồng hồ mẫu đơn để kích, giúp cho được vượng vận đào hoa, gia đình thì hạnh phúc yên ấm. Thứ hai là hoa sen. Hoa sen từ trước đến nay luôn là cái cảm hứng bất diệt cho thi ca và nghệ thuật của người dân phương Đông. Ở Việt Nam ta thì hoa sen thì thường xuyên đi vào cái câu ca dao, như là trong nồng dì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái hoa sen nó là biểu tượng cho sự hoàn hảo đến cái mức tuyệt đối và cho sự lãng mạn quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vươn lên khỏi nó để hướng tới cái ánh sáng mặt trời, nên thường được biểu tượng cho cái sự thanh khiết không bị vấy bẩn của cái bùn đen, và gì, vươn lên trở mình để đến cái ánh sáng mặt trời chói chang. Nhờ cái vẻ đẹp và cái sự tinh khiết cùng cái hương thơm ngát không vướng cái mùi bùn ấy, thì hoa sen là loài hoa rất được ưa chuộng trong phong thủy. Theo đông y, tất cả các thành phần của sen, từ rễ, cây, cành, lá, vân vân đến nhụy hoa, thì đều cũng có tác dụng chữa bệnh. Do đó, trong phong thủy thì sử dụng hoa sen với cái ý nghĩa là mang đến cho gia chủ cái sức khỏe dồi dào, lành mạnh, đúng không bệnh tật, và tạo ra cái sự hài hòa cho cái không gian của ngôi nhà là điều cần thiết. Thứ ba là hoa thủy tiên. Quý vị thân mến, đây là cái loài hoa có màu vàng hay là màu trắng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, và nó biểu tượng cho cái tình yêu không được phép đoan lại. Nó cũng biểu trưng cho cái sự hư ảo và cho lòng tự trọng. Nói chung, hoa thủy tiên thì có rất nhiều cái tác dụng trong phong thủy mà quý vị cần phải biết đến. Đó là một cái loài hoa đẹp, phù hợp để trang trí trong không gian nhà các bạn. Đó là loài hoa thứ ba. Thứ tư là hoa cúc. Thưa quý vị, trong phong thủy thì hoa cúc tượng trưng cho cái sự sống thanh bình, cân bằng. Với cái màu sắc của ánh mặt trời chói chang, hoa cúc mang trong mình cái nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Vì thế nó thường được sử dụng để cắm, để thu hút cái may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hoa cúc được bao quanh bởi rất nhiều câu chuyện, hầu hết trong đó thì đều thì nói là hoa cúc tượng trưng cho niềm vui, sự hoàn hảo và cái tinh thần lạc quan. Hoa cúc là quốc hoa của Chicago, là loài hoa được đại diện cho những người sinh vào tháng 11 và là loài hoa kỷ niệm 13 năm của ngày cưới. Ở Nhật còn vinh danh hoa cúc mỗi năm tại cái lễ hội hạnh phúc. Người Nhật tin rằng nếu mà các bạn đặt một cánh hoa cúc đơn dưới một ly rượu thì nó sẽ mang lại cho các bạn cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trọn đời. Thứ năm là hoa phong lan. Thưa quý vị, loài hoa mang cái vẻ đẹp kiều diễm cùng cái hương thơm vô cùng là sang trọng và quý phái. Nó vốn dĩ là cái biểu tượng phong thủy cổ điển của cái sự sinh sôi nảy nở. Ở hoa phong lan ấy thì con người luôn cảm thấy cái nguồn năng lượng dạt dào của tự nhiên thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cái sự hoàn hảo tròn trịa. Cái nét phong phú đa dạng hoàn hảo trong từng cái loài hoa phong lan, cũng như cái mùi hương tinh khiết cùng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài hoa này, cũng giúp cho ngôi nhà được trở nên sang trọng và thu hút tài lộc nhiều hơn. Cái mỗi một màu hoa phong lan lại mang cái một cái ý nghĩa khác nhau. Đó. Cái hoa phong lan màu xanh thì biểu tượng cho cái tâm linh và cho thiền định. Hoa phong lan màu trắng lại đại diện cho sự ngây thơ, cho vẻ đẹp sang trọng. Hoa phong lan màu hồng thì tượng trưng cho niềm vui, cho hạnh phúc và cái sự thuần khiết. Đây cũng là cái loại hoa được tặng nhiều nhất trong cái dịp lễ cưới. Bên cạnh đó,
Hoa phong lan màu vàng thì đại diện cho cái gì, tình bằng hữu và cái sự khởi đầu mới. Loài hoa này hay được tặng cho những người bạn thân thiết với nhau. Thứ sáu là hoa hải đường. Theo quan niệm của người xưa thì chữ đường trong hoa hải đường mang cái hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là cái loài hoa nó thể hiện cho cái sự giàu sang và sự phú quý. Nên việc lựa chọn hoa hải đường trưng trong nhà quả thật là rất phù hợp. Hoa hải đường cam mang cái vẻ đẹp lãng mạn, tình yêu nồng nhiệt. Đấy, màu vàng thì thể hiện cho cái sự hạnh phúc viên mãn. Màu đỏ thì tượng trưng cho cái may mắn, giàu sang. Màu trắng thì là ý nghĩa là gì? Trinh tiết kiêu sa. Sở hữu cái loài hoa này sẽ khiến cho quý vị gia chủ ấy, có được cái năng lượng tốt. Đấy, cũng mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Thứ bảy là hoa đào. Thưa quý vị, hoa đào không đẹp một cách rực rỡ như hoa hồng, mà lại có cái vẻ đẹp khiêm nhường, đằm thắm, nhưng lại gì, rất đi vào lòng người. Cái sự tươi mới, sự khởi đầu, giáo dục và cái nét ngây thơ thuần khiết và cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đó là những cái ý nghĩa cơ bản mà hoa đào nó mang lại. Những cành hoa đào nở rộ được sử dụng nhằm cái mục đích mang lại cái nguồn năng lượng cho cái sự khởi đầu mới, một cảm giác tươi mát, tinh khiết và ngây thơ. Hoa đào rất được ưa chuộng trong phong thủy. Ở những cành hoa đào tươi thắm được cắm trong cái ngày Tết đến xuân sang sẽ đem lại cảm giác tươi mới, hạnh phúc cho cả gia đình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loài hoa tốt lành có thể thắp hương trên bàn thờ, cũng như là các loài hoa tốt đẹp có thể trang trí, cũng như là những loài hoa mà cấm kỵ không nên đặt lên bàn thờ trong cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp ngày mùng 1 ngày rằm. Hy vọng những thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ với quý vị ở trên ấy sẽ giúp ích phần nào cho quý vị lựa chọn ra cho mình được loài hoa cúng tốt nhất vào cái dịp lễ quan trọng, hoặc đơn giản là để chọn cho mình những loài hoa đẹp ý nghĩa để trang trí trong nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Rằm tháng riêng tuyệt đối kiêng kỵ những điều này, kéo tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, rằm tháng riêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay là Tết Muộn là một trong những cái lễ cúng quan trọng lâu đời của người dân Việt Nam. Thành ngữ xưa vẫn có câu dỗ Tết quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Đây chính là cái ngày rằm đầu tiên và là quan trọng nhất của năm. Vào ngày này, mọi người thường cúng sao giải hạn, ước nguyện những điều lành cho gia đình của mình và cầu mong có một năm mới bình an và hạnh phúc. Theo quan niệm của tâm linh ấy, thì một ngày quan trọng như vậy cần phải chú ý nhiều đến những cái điều đại kỵ mà không phải ai cũng biết rõ. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về những điều đại kỵ cần tránh trong cái ngày rằm tháng riêng, cũng như là để biết trước và tránh đi những cái vận xui, những cái tai họa, biết trước để giữ được những gì mình đang có, đấy một năm rực rỡ và có giá trị nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Rằm tháng riêng tuyệt đối kiêng kỵ những điều này, kéo tiền bạc đội nón ra đi. Rằm tháng riêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu có nguồn gốc từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam. Cái sự tích xưa kể rằng, cái thời xưa có một con thiên nga ở trên thiên đình bay xuống hạ giới và bị thợ săn bắn chết. Ngọc Hoàng nghe tin tức giận vô cùng, mới sai một đội quân đến phóng hỏa thiêu rụi trần gian vào ngày rằm tháng riêng. Trong số các quan ở triều đình, có một vị thần không đồng tình với Ngọc Hoàng, nên đã tìm cách xuống hạ giới để giúp cho nhân gian thoát khỏi cái kiếp nạn này. Và theo lời vị thần đó, vào cái ngày rằm tháng riêng ấy, thì nhà nào cũng phải treo đèn lồng màu đỏ ở trước cửa để Ngọc Hoàng nghĩ là cái lệnh phong hỏa đã được thực thi. Nghe theo lời của vị thần và dân chúng dưới trần gian may mắn thoát được cái kiếp nạn này. Từ đó trở đi, đến ngày rằm tháng riêng ấy, thì người dân thường lại treo cái đèn lồng đỏ ở trước cửa nhà như một cách để trả ơn cái vị ân nhân của thiên đình. Và Tết Nguyên Tiêu cũng có nghĩa là ngày rằm đầu tiên của năm mới. Nguyên có nghĩa là thứ nhất, tiêu có nghĩa là đêm, đúng không? Trong ngày lễ này thì tùy theo cái điều kiện kinh tế và cái phong tục tập quán của từng nơi mà cái mâm cỗ cúng trong rằm tháng riêng ấy thì cũng có những cái khác nhau, nhưng đều thể hiện cái tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với thần linh, đối với ông bà tổ tiên,
và cầu mong có một cái năm may mắn an lành và nhiều cái tài lộc. Để đón một năm mới sung túc và bình an thì các gia chủ cần lưu ý những cái điều đặc biệt sau đây. Một là kim tiếng trẻ con khóc nhiều. Theo quan niệm dân gian, tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc của trẻ con ấy, sẽ làm cho gia đình không may mắn, dễ xảy ra một số cái chuyện ngoài ý muốn, điềm báo cho cái sự xui xẻo trong những cái ngày đầu tháng. Bởi vậy, vào ngày này thì cha mẹ không nên quát mắng trẻ con để cho trẻ nó khóc nhiều. Vào ngày này thì người xưa vẫn thường nói là âm khí cao, nếu trẻ con khóc sẽ khiến cho người âm chú ý, đặc biệt là ma quỷ nếu nghe thấy, thậm chí là có thể gì đi theo họ suốt cuộc đời. Điều này quả thực là điều không may mắn một chút nào. Hai là làm vỡ hỏng đồ, kiêng làm mất tài sản. Khi mà đi ra đường ấy, nếu có việc gì cần dùng đến cái số tiền lớn thì bản mệnh mới cần mang theo nhiều tiền, nếu không thì chỉ mang theo một ít tiền bạc và những đồ vật ít có giá trị ở bên người. Nếu chẳng may vô tình làm mất cái tài sản vào những ngày rằm tháng riêng này ấy, thì cái vận may của cả năm nó sẽ bị kém đi, có thể tiền bạc còn bị đội nón ra đi nhiều hơn cái sức tưởng tượng của bạn. Thứ ba là kiêng đi chơi đêm, chơi trốn tìm hay là chải tóc soi gương vào cái đêm rằm tháng riêng. Từ xưa thì ngày rằm được coi là ngày âm khí mạnh nhất, vì thế sau 10 giờ đêm thì tuyệt đối không nên đi ra ngoài, không nên đi đêm kiểu gặp những nguy hiểm cho bản thân. Nếu chơi trốn tìm hay là gọi tên nhau, xui xẻo thì sẽ bị ma giấu hoặc bị bắt đi bởi đã biết được họ tên của người được gọi. Cái việc chải tóc hoặc là soi gương trước khi đi ngủ, đặc biệt là với phái nữ, thì thường có thói quen tẩy trang hoặc là bôi kem dưỡng da. Thì từ xưa các cụ nhà ta vẫn có kiêng kỵ cái việc chải tóc, soi gương vào giữa cái đêm khuya, đặc biệt là vào những ngày rằm thì cần phải hết sức cẩn trọng. Các cụ quan niệm rằng đó là thời khắc giao thời giữa âm và dương, nên là khi chải tóc mà tóc rụng ấy thì sẽ không tốt cho dương khí của cái người chải tóc đó. Từ đó nó cũng có thể tạo cái điều kiện cho cô hồn, ma quỷ xâm nhập vào quấy phá. Thứ tư là kiêng để thùng gạo trong nhà rỗng trong cái ngày rằm tháng riêng. Gạo đầy bồ như tiền đầy túi. Cái điều này thể hiện cái sự no ấm, cái sự giàu sang, cái sự sung túc của gia đình trong những cái ngày tiếp theo. Do đó tuyệt đối không được để thùng gạo trong nhà ấy bị lộ đáy, bởi thùng gạo bị trống rỗng ấy, thì chẳng khác gì nhà bạn sẽ gặp cái tình trạng là đói kém khổ sở trong cái thời gian sắp tới. Thứ năm, kiêng kỵ lời ăn tiếng nói. Các thành viên trong gia đình đặc biệt cẩn trọng cái lời ăn tiếng nói, không được đề cập đến những cái chuyện xui xẻo và không nhắc tới những cái điểm gở, bởi trong cái thời gian này có thể sẽ gặp rất nhiều cái điều không may mắn, nếu không thì sẽ bị xui xẻo cả một năm đó. Các cụ xưa vẫn nói rồi, họa thì từ miệng mà ra, lời nói ra thì không thể thu lại được. Vì vậy không nên nói những cái lời hà tiện và cũng không nên nói những cái lời không hay, không sạch. Nếu bôi nhọ hoặc xúc phạm người khác hay là nói tục chửi bậy sẽ gặp nhiều chuyện thị phi trong thời gian sắp tới. Thứ sáu là kiêng kỵ sát sinh, không ăn thịt chó, thịt mèo hay là thịt vịt. Người xưa quan niệm nếu mà sát sinh trong ngày rằm tháng riêng thì cũng sẽ bị suy giảm cái tài vận và gặp cái tai nạn bệnh tật trong thời gian tới. Trong khi đó các loại thịt như là thịt chó, thịt mèo, thịt vịt thì thường được cho là để mang lại cái điều xui xẻo, những hoặc là những điều không may mắn. Cái việc sử dụng những thực phẩm này trong cái ngày đặc biệt là ngày rằm tháng riêng sẽ khiến cho gia chủ và gia đình gặp cái vận hạn cả năm. Thứ bảy là kiêng kỵ mặc đồ đen hoặc là quần áo rách. Theo quan niệm của người xưa ấy, thì hai màu đen và trắng liên quan tới cái chuyện tang tóc, liên quan đến những người đã khuất. Vậy nên ai mặc cái đồ có hai màu đen trắng vào cái ngày rằm tháng riêng ấy thì làm việc gì thì cũng khó thành, công việc thì diễn ra không được thuận lợi như cái mong muốn. Trong ngày này thì cái việc mặc quần áo rách cũng giống như cái thùng gạo bị hết, hay là đồ vật trong nhà bị vỡ cũng sẽ bị gặp nhiều cái vận xui đeo bám cả năm. Bởi vậy quần áo rách sẽ thể hiện cái sự nghèo đói, sự vất vả, sự khổ sở, sự kém may mắn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thứ 8 là kiêng kỵ không cho mượn tiền trong ngày rằm tháng riêng. Vào cái ngày rằm tháng riêng này thì mọi người làm cái lễ cúng với mong muốn được thần Phật, được ông bà, được tổ tiên che chở và ban cho phước một năm được giàu sang phú quý, được sung túc cả năm.
cái việc cho người khác mượn tiền trong cái ngày rằm tháng giêng ấy cũng đồng nghĩa với việc là bạn đang cho đi cái tài sản của mình, dẫn đến cái tài vận sẽ dần bị kém đi. Thứ 9 là kiêng quan hệ nam nữ trong ngày rằm tháng giêng. Thì cái ngày rằm tháng giêng ấy, con người cần hướng tới cái sự thanh tịnh, cái sự nhẹ nhõm và hướng đến những cái điều tốt đẹp vì một cái tương lai sáng lạn. Vì thế mà nhiều người quan niệm không nên quan hệ tình dục vào cái ngày này. Theo quan niệm của người xưa ấy, cái việc quan hệ trai gái vào cái ngày này sẽ kéo theo cái vận hạn hoặc là những điều không may mắn đến cả năm, thậm chí là còn bị hạn nặng nữa. Thứ 10 là kiêng để đồ vỡ hỏng. Trong ngày Tết hay là những cái ngày quan trọng như ngày rằm tháng giêng ấy, hoặc là rằm tháng chạp, rằm tháng 7 vân vân, thì cũng cần phải kiêng tránh để bị đổ vỡ, bị đồ đạc bị đổ vỡ hay là bị hỏng hóc. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với cái việc là cái năm tới thì tài phúc bị tổn hao. Làm vỡ đồ trong ngày rằm tháng giêng có thể đem đến nhiều cái vận xui, nhiều cái điều không may mắn cho gia chủ. 11 là kiêng kỵ đến những nơi có âm khí nặng. Vào ngày rằm đầu năm cũng kiêng kỵ đi đến những cái nơi có âm khí nặng như mồ mả, nơi hoang vu hoặc là bệnh viện, nhất là những người có sức khỏe yếu kém. Âm khí nơi này trong những ngày rằm tháng giêng thì rất là mạnh. Những người có sức khỏe yếu hay là trẻ nhỏ thì dễ bị nhiễm nặng và bị ma quỷ trêu gọi quấy phá. Quý vị và anh chị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những cái điều đại kỵ trong ngày rằm tháng giêng để quý vị đón một năm mới an lành, sung túc, gặp nhiều cái may mắn. Những điều này thì thuộc về cái tín ngưỡng tâm linh và tùy theo cái lối sống, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Liệu bạn có tin vào những cái điều đại kỵ tâm linh này mà ông bà ta đã để lại hay không? Nếu bạn dành trọn niềm tin thì bạn hãy để lại cái tấm lòng thành kính của mình và tránh những cái điều đại kỵ như trên. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vấn đề thứ hai, đó là những cái lễ vật cần chuẩn bị và những cái điều cần quan tâm đến lễ cúng ngày rằm tháng giêng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là thời gian cúng. Thì theo quan niệm của người xưa, cái thời gian cúng rằm tháng giêng, nhất là vào cái ngày 15 tháng giêng âm lịch ấy, thì đối với các gia đình bận thì có thể làm lễ vào cái ngày 14 tháng giêng trước được. Cái nghi lễ cúng rằm tháng giêng thì thường được tiến hành vào cái giờ Mão hoặc là giờ Mùi trong cái năm 2023, năm Quý Mão. Vào ngày rằm tháng giêng thì người dân vẫn thường có thói quen là đi lễ chùa để gì cầu cho cái cuộc sống được bình an, được may mắn cho những người thân và cho gia đình của mình. Thì trong ngày lễ này thì tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán của từng người mà cái mâm cỗ cúng rằm tháng giêng của mỗi gia đình thì cũng có những cái điều khác nhau, nhưng đều thể hiện bằng cái tấm lòng thành kính và cái tấm lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, đối với tổ tiên, đối với các vị thần linh, và cầu cho một năm may mắn và bình an. 2 là dọn dẹp ban thờ. Thưa quý vị, vào cái khoảng thời gian trước ngày ông công ông táo ấy, lên chầu trời thì các gia đình đã dọn dẹp bàn thờ này để chân nhang một cách đầy đủ. Tuy nhiên thì vào ngày rằm tháng giêng thì các gia đình cũng thường lau dọn bàn thờ một lần nữa trước khi làm lễ cúng. Khi làm việc này thì cũng cần lưu ý là không được xê dịch bát hương. Trước khi lau dọn thì nên thắp hương, nên thắp một nén hương khấn xin tổ tiên về cái việc lau dọn bàn thờ. Để chuẩn bị cái lễ cúng rằm tháng giêng ấy thì việc lau dọn bàn thờ cần phải cẩn thận, tỉ mỉ để tránh làm đổ vỡ những cái đồ thờ cúng, những cái vật phẩm. Khi thắp hương thì thường thắp theo cái số lẻ, bởi số lẻ tượng trưng cho phần âm, tượng trưng cho số sinh. Chỉ nên thắp từ 1 đến 3 nén trên mỗi nén hương. Chú ý khi thắp hương thì cần phải ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần đùi áo cọc hay là gì, ăn mặc luộm thuộm. Đặc biệt là khi khấn vái phải thành tâm, cần phải thành tâm để thể hiện cái sự tôn trọng, cái sự tôn kính với các vị thần linh, các vị tổ tiên. Thứ ba là mâm lễ cúng trong ngày rằm tháng giêng. Thì trong ngày lễ này, mỗi gia đình người Việt có thể cúng cơm chay, hương, đèn, hoa quả, hoặc là mâm lễ mặn thì có xôi, gà, cơm canh, thành kính dâng lên tổ tiên, lên các vị thần linh. Tùy vào điều kiện kinh tế và cái phong tục tập quán của từng nơi mà cái mâm cỗ cúng ngày rằm tháng giêng ấy, của mỗi gia đình, của mỗi vùng miền thì đều có thể là có sự khác nhau, nhưng đều là thể hiện cái tấm lòng thành kính
và biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh, và cầu mong một năm an lành và may mắn. Theo quan niệm người xưa, đây là cái thời điểm thích hợp để cầu nguyện an lành cho cả một năm. Với những người theo đạo Phật thì thường cúng là cúng lễ chay trong ngày này. Còn tùy vào tín ngưỡng mà gia đình có thể cúng Phật, có thể cúng thổ công, cúng gia tiên, cũng có thể là cúng thần tài trong cái ngày này. Nhưng mà không thể thiếu cái mâm cỗ cúng gia tiên để tạ ơn ông bà, tạ ơn cha mẹ đã phù hộ cho con cháu được phước lành và giải trừ những cái tai ách trong một năm vừa qua. Ngoài việc tới chùa cầu bình an, may mắn và sức khỏe trong cái ngày rằm tháng riêng ấy, thì người Việt cũng rất coi trọng cái việc lễ cúng tại nhà trong ngày Tết Nguyên Tiêu này. Các gia đình thường sắm hai lễ, một lễ cúng thần và hai là lễ cúng gia tiên vào cái giờ hoàng đạo mà tôi đã chia sẻ ở những video trên. Cái mâm lễ cúng Phật, mâm cỗ cúng Phật thì thường là lễ chay. Ngày nay thì với cái sự phát triển của kinh tế xã hội, cách đón ngày rằm của những người dân cũng ít nhiều thay đổi. Nhiều gia đình vẫn quan niệm rằng ngày rằm tháng riêng là cái ngày tránh sát sinh, nên là ăn chay để cầu may và giải những cái vận hạn cho cả năm. Cái lễ vật dâng lên cúng thường là hoa quả, xôi chè, các món đậu hoặc món canh, các món xào, không nên có nhiều hương vị trong ngày này. Ngày hôm nay, nhiều người dân cũng cúng rằm tháng riêng và có thêm món bánh trôi nước với ý nghĩa là cầu cho cả năm được gì hanh thông thuận lợi, được trôi chảy. Cỗ chay cũng tùy loại, có thường có 10, 12 hoặc là 25 món. Đặc biệt là trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của những cái màu sắc tượng trưng cho ngũ hành. Màu đỏ thì tượng trưng cho hành hỏa, màu xanh là của hành mộc, màu đen là của hành thủy, màu trắng là của hành kim và màu vàng là của hành thổ. Cái việc ăn cơm chay ngày rằm cũng là một cách để hướng đến cái sự cân bằng, cái sự thanh thản trong cái tâm hồn mình. Thứ hai là mâm cỗ cúng gia tiên thường là lễ mặn. Với những gia đình mà không theo đạo Phật thì cái mâm cỗ cúng gia tiên thường làm cái mâm mặn khá giống với cái mâm cỗ ngày Tết. Cái mâm cỗ mặn thường có 4 bát và 6 đĩa. 4 bát thì bao gồm có bát ninh măng này, bát bóng này, bát miến hoặc là bát đọc. 6 đĩa bao gồm có thịt gà, thịt lợn, giò hoặc là chả, nem thính, có thể thêm bằng đĩa xào, đĩa dưa muối hoặc là đĩa xôi hoặc là bánh chưng hoặc là gì, bát nước chấm. Tổng cộng là 10 món. Những món ăn trong mâm cỗ cũng thể hiện được cái ước vọng riêng của mỗi gia đình người Việt. Bánh chưng thì tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Còn thịt lợn đã chế biến thuộc về âm, dưa hành rau củ thuộc về phần dương. Âm dương hòa hợp tượng trưng cho sự phát triển. Ngoài ra trong mâm cỗ còn có thể có cơm tẻ là cái lương thực thực phẩm hàng ngày. Mâm cỗ có nếp có tẻ, có âm có dương đầy đủ thì sẽ sinh sôi nảy nở. Bát nước chấm ở giữa mâm hình tròn tượng trưng cho trời đất, cho vũ trụ kết nối cổ kim. Cái mâm cúng này rằm tháng riêng ấy cũng phải có đầy đủ các vị, vị mặn của nước chấm, vị cay của ớt, vị chua của đĩa dưa hành, vị ngọt của bánh, và tất cả đã tạo thành một mâm cỗ đầy đủ, cầu mong cái sự yên ấm và an lành, xua đi những điều đen đủi có thể mang tới trong cái năm mới này. Dù cỗ chay hay là cỗ mặn thì đối với người Việt cái ngày rằm tháng riêng ấy luôn có những cái vị trí cực kỳ trọng đại. Đây là cái dịp để tỏ lòng biết ơn đến ông bà tổ tiên, cùng với cái ước mong là cái năm mới gặp nhiều cái may mắn. Ở trên bàn thờ ngày rằm tháng riêng ấy, thì ngoài cái mâm cỗ chính thì những cái vật khác cũng không thể thiếu, như là đèn, nến, hương, hoa, vàng, mã, trầu cau, rượu. Thì ngoài ra các bạn cũng đặc biệt lưu ý là không dùng hoa quả giả để thắp hương, nên mua hoa tươi để dâng lên bàn thờ, tuyệt đối không dùng hoa quả giả. Tuy rằng hoa quả giả có thể bày được lâu, bởi lẽ cái ngày rằm tháng riêng là cái thời điểm để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, vậy nên phải sử dụng hoa tươi để thắp hương. Hoa để dâng lên bàn thờ thì thường là hoa cúc vàng, hoa huệ trắng, và phải sử dụng cái đồ mới để cúng. Các đồ để đựng trong cái lễ cúng mặn ấy, như là bát, đĩa, thìa thì cần phải sử dụng cái đồ mới riêng biệt, không nên dùng những cái đồ mà đã dùng chung với những cái việc khác trong gia đình. Bởi đồ thờ thì cần phải sạch sẽ và không được bẩn thỉu. Quý vị thân mến, hy vọng với cái thông tin mà tôi đã vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị và anh chị chuẩn bị một ngày rằm tháng riêng đầy đủ và tránh được những điều đại kỵ không may mắn.
Ông bà ta xưa vẫn dạy con cháu rằng tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Ở trên đời không có bữa trưa nào miễn phí cả. Để có thành công thì yếu tố may mắn chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng là các bạn vẫn phải chăm chỉ rèn luyện, tích lũy kiến thức, kiên trì và nỗ lực vượt qua những khó khăn, vượt qua những thử thách chông gai để hướng đến cái thành công. Chúc quý vị và anh chị luôn vững bước thành công trên con đường mà mình đã chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.